Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá cho các bạn xem. Và đây là một giá rất là bất ngờ đối với dòng iPhone. Đây là iPhone 11 phiên bản 64GB, mức giá chỉ còn 14.990.000 thôi bạn. Đây là bản 64GB các bạn nha. Và chúng ta được giảm trực tiếp 1.800.000 thôi các bạn. Đó, giảm 1.800.000 chỉ còn 13.990.000 thôi, quá là ok. Và đây là một trong những thời điểm mà chúng ta nên nâng cấp lên iPhone 11. Hiện tại tại shop thì còn có màu xanh, màu đen, màu trắng các bạn nha. iPhone 11 quá là sốc luôn, giá này, mức giá này rất là sốc luôn các bạn, chỉ còn 13.990.000 thôi, quá là ok. Bạn hãy nhanh tay truy cập ngay website thaidong.com và điemaysanh.com để chúng ta có thể tham khảo thêm mức xác chính xác về mức giá của dòng iPhone 11 hiện tại trong thời điểm hiện tại luôn các bạn nha. Quá giảm luôn. Bạn ở tiêu cần thế này đến ngay điện Maysanh tiêu cần để chúng ta có thể tham khảo và ẩm một em iPhone 11 64GB về các bạn nha. Rồi, quá là ok.